ngày 11 tháng 4, tòa tuyên án với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát. Đôi vợ chồng tử vong trong nhà kho ở Thanh Hóa, để lại lá thư trăn trối lời sau cùng. Nổ bình ga tại tiệm tóc, một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Cháy khoảng 40 hectare rừng của nông trường 402, quân khu 9 ở Cà Mau. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, vậy là một tuần nghị án vụ Vạn Thịnh Phát đã kết thúc. Ngày 11 tháng 4, hội đồng xét xử sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác sau hơn một tháng xét xử. Với cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu và nắm giữ trên 91% cổ phần ngân hàng SCB, từ đó nắm quyền chi phối, điều hành hoạt động của ngân hàng này, gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỷ đồng. Bị cáo Trương Mỹ Lan liệu có thoát án tử? Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan luôn bình tĩnh trả lời, giải đáp tất cả các vấn đề mà hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư đưa ra. Trước, trong và sau khi bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình, bị cáo này cũng luôn giữ thái độ bình tĩnh và chăm chú ghi chép, thể hiện nhớ rất rõ các dự án hợp tác đầu tư, các tài sản của gia đình mình và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thế nhưng trong khoảng 40 phút, nói lời nói sau cùng, phần lớn thời gian bị cáo Trương Mỹ Lan đã không kiềm chế được cảm xúc, đã khóc và đau xót cho hoàn cảnh của gia đình mình khi cả chồng và cháu đều bị bắt tạm giam, gia đình tan nát. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói, có nhiều lúc tuyệt vọng, bị cáo đã từng nghĩ đến cái chết. Bị cáo nghĩ hoàn cảnh chồng và cháu cũng đang bị tạm giam như muối sát vào lòng. Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu bị cáo Lan cũng phải thốt lên rằng, Trương Mỹ Lan, một người được mệnh danh là người phụ nữ không có nước mắt, tinh thần thép nhưng gần như đã tan nát cõi lòng khi đứng trước hội đồng xét xử và xin cho cô mình thoát án tử. Ngoài ra, rất nhiều bị cáo khác khi nói lời sau cùng cũng rơi lệ. Bị cáo Nguyễn Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra, khóc vì ân hận, xấu hổ về hành vi của mình. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, nghẹn lời khi xin giảm nhẹ cho các bị cáo là thành viên trong đoàn thanh tra. Còn bị cáo Nguyễn Cao Chí thì tự trách bản thân khi đã có những quyết định sai lầm của một doanh nhân trong bối cảnh cố gắng vượt qua khủng hoảng. Xuyên suốt quá trình diễn ra phiên tòa, chủ tọa cho biết luôn tạo điều kiện tối đa để tất cả các bị cáo trong vụ án khắc phục hậu quả. Vì vậy mà nhiều bị cáo trong vụ án đã nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Trong đó bị cáo Nguyễn Cao Chí là người nộp thêm nhiều nhất với khoảng 70 tỷ đồng, chồng bị cáo Trương Huệ Vân nộp thêm 2 tỷ đồng. Căn cứ vào diễn biến tại phiên tòa, sự thành khẩn khai báo và các tình tiết giảm nhẹ mới phát sinh của các bị cáo, nên đại diện Viện Kiểm sát đã thay đổi mức đề nghị đối với 22 bị cáo theo hướng giảm nhẹ mức án so với mức án đề nghị án đầu, giảm từ 1 đến 2 năm. Trong nhiều ngày diễn ra phần tranh luận giữa đại diện Viện Kiểm sát và luật sư, dù đôi lúc hai bên cũng căng thẳng để bảo vệ quan điểm của mình, nhưng nhìn một cách tổng quan, quyền bào chữa và tự bào chữa của luật sư và các bị cáo được hội đồng xét xử tạo điều kiện trình bày tối đa để đối tranh luận lại với quan điểm buộc tội của đại diện Viện Kiểm sát, thể hiện quá trình tranh tụng dân chủ, bình đẳng trước tòa. Một vấn đề đáng chú ý được hai bên tranh luận là cấu thành tội danh tham ô tài sản và xác định thiệt hại của vụ án vì số tiền thất thoát, số tiền thiệt hại của SCB có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều này quyết định đến tội danh và hình phạt của các bị cáo. Theo đó, luật sư cho rằng tại SCB, Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới là người có quyền quyết định mọi hoạt động của ngân hàng. Bị cáo Trương Mỹ Lan không phải là người có chức vụ, quyền hạn tại SCB nên không phải là chủ thể của tội tham ô tài sản. Đối đáp lại, Viện Kiểm sát cho biết, tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan đã thâu tóm và nắm giữ trên 91% vốn điều lệ của SCB. Tại bảng theo dõi biến động cổ đông và sổ chứng nhận cổ đông, thì các cá nhân tổ chức đứng tên cổ phần tại SCB đều khai đứng tên hộ cho Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, SCB là ngân hàng thương mại cổ phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp, nên cơ quan quyết định cao nhất là Đại hội đồng cổ đông, không phải Hội đồng Quản trị quyết định. Với số lượng cổ phần trên 91% nắm giữ, Trương Mỹ Lan là người nắm quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông và là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động tại SCB, thỏa mãn các yếu tố cấu thành của tội tham ô tài sản.
Về phần xác định thiệt hại của vụ án, đại diện Viện Kiểm sát cho biết không dùng kết quả định giá của công ty Hoàng Quân để xác định thiệt hại, mà áp dụng các biện pháp điều tra, sổ sách, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để xác định thiệt hại. Không nhất thiết án phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự mới xác định được thiệt hại của vụ án. Với thiệt hại nghiêm trọng mà bị cáo Trương Mỹ Lan gây ra, lần đầu tiên một nữ doanh nhân bị truy tố với khung hình phạt tử hình. Qua lời bào chữa của luật sư, những biện hộ trước tòa của bị cáo cùng quá trình khắc phục hậu quả, liệu sau cùng bà Trương Mỹ Lan có thoát khỏi án tử? Mọi diễn biến mới nhất của phiên tòa sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Trong khi Bình Dương vừa xảy ra vụ hai vợ chồng bán hoa tử vong trong nhà trọ gây xôn xao dư luận, thì mới đây tại Thanh Hóa cũng có cặp vợ chồng tử vong trong nhà kho. Tại hiện trường, cơ quan công an đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Hàng xóm láng giềng cũng bày tỏ sợ hãi khi phát hiện ra vụ việc. Sáng 10 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đau lòng. Hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở thôn Lập Tuy. Danh tính hai vợ chồng tử vong là anh LVT, sinh năm 1981 và chị HTH, sinh năm 1987. Tại hiện trường, công an tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của hai nạn nhân. Nội dung bức thư chưa được công bố. Nhiều hàng xóm sống cạnh nhà cặp vợ chồng xấu số vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại hiện trường vụ việc. Họ cho biết, người phát hiện ra nạn nhân là các công nhân gửi công cụ lao động trong nhà kho của đôi vợ chồng. Một nữ hàng xóm cho hay, mấy hôm nay chúng tôi thấy sinh hoạt của vợ chồng anh Tê vẫn diễn ra bình thường. Anh Tê làm trên xã, còn chị Hát mở hàng tạp hóa, buôn bán rau củ, gạo, bột tại nhà. Hai vợ chồng họ rất chăm chỉ làm ăn. Sáng anh Tê đi làm, tối về chở vợ ra chợ đầu mối ở thành phố lấy hàng về bán. Tôi sống ở đây nhiều năm, chưa thấy vợ chồng họ cãi nhau lần nào. Cuộc sống khá êm ấm, hòa thuận. Anh Tê và chị Hát có với nhau hai đứa con. Cháu trai đầu đang học lớp 11, bé gái chuẩn bị thi lên lớp 10. Khoảng 18 giờ tối hôm qua, tức ngày 9 tháng 4, tôi sang lấy hàng vẫn chào hỏi họ bình thường. Sáng nay, mấy ông thợ xây vào lấy xe lôi gửi trong nhà kho của gia đình anh Tê để đi làm, nhưng gọi mãi không thấy mở cửa. Nghĩ hai vợ chồng đi lấy hàng chưa về, họ mở cửa kho thì tá hỏa thấy cả hai đã tử vong. Cũng theo người dân gần nhà hai nạn nhân cho biết, sáng 10 tháng 4, cơ quan chức năng kiểm tra camera an ninh nơi xảy ra sự việc, thấy tối qua hai vợ chồng đi lại nhà kho bình thường, không biết sự việc xảy ra lúc nào. Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an và xe biển xanh được điều động tới bảo vệ. Thời điểm gần 12 giờ trưa, hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn vây quanh ngôi nhà vừa xảy ra sự việc đau lòng. Mọi người có mặt tại hiện trường đều thương cảm cho cặp vợ chồng và tương lai của hai cháu nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn, phải chịu cảnh tang thương, gia đình ly tán. Xin được chuyển sang thông tin khác. Trưa ngày 10 tháng 4, người dân quanh khu vực đường 42, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức giật mình kinh hãi bởi một vụ nổ phát ra từ tiệm làm tóc ven đường. Vụ nổ khiến một cô gái bị thương phải nhập viện cấp cứu tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong chiều 10 tháng 4, các đơn vị liên quan Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng Công an phường Bình Trưng Đông điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ bình gas khiến một người bị thương phải nhập viện. Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một cô gái làm việc trong tiệm tóc tại đường 42, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, trong lúc bật bếp ga mini ở khu vực nhà bếp thì bình gas phát nổ. Vụ việc khiến cô gái bị thương, bỏng và được mọi người nhanh chóng đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều mảnh kính vỡ văng tung tóe, phần kính của cửa chính ra vào căn nhà cũng bị bể. Người dân địa phương cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, họ nghe thấy tiếng nổ lớn trong tiệm tóc. Sau đó một cô gái bị thương được đưa đi cấp cứu. Tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Thủ Đức và Công an phường Bình Trưng Đông đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề, không chỉ dừng lại ở cháy nhà. Mới đây, khu vực rừng tràm sản xuất của nông trường 402 thuộc quân khu 9 nằm trên địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 40 ha rừng sản xuất và đang có nguy cơ cháy lan sang khu vực 100 ha, nơi có 20 hộ dân đang sinh sống. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy.
Ngay khi phát hiện đám cháy, khoảng 200 lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn tỉnh và lực lượng tại chỗ của địa phương khẩn trương khống chế đám cháy. Hiện chính quyền địa phương đã họp dân cách hiện trường vụ cháy khoảng 3 km để triển khai phương án ứng phó, sẵn sàng di dời nếu có tình huống xấu xảy ra. Ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, hiện tại lực lượng chữa cháy chưa thể khống chế được ngọn lửa tại khu vực rừng 40 ha do gió lớn, nắng gắt. Ông Vũ cho hay, trước mắt lực lượng chữa cháy đang cố gắng làm chậm đám cháy và bố trí các lực lượng từ xa túc trực xử lý sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho 20 hộ dân sinh sống gần khu vực xảy ra cháy. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng vụ án thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới ông Trịnh Văn Quyết, ông Trần Đắc Sinh và ông Lê Hải Trà bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. FLC Varos thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ là 1,5 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến năm 2016, ông Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Mặc dù biết báo cáo kiểm toán năm 2014 và 2015 của doanh nghiệp là không phù hợp, nhưng ông Sinh bị cáo buộc nhiều lần trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là ông Lê Hải Trà tạo điều kiện sớm niêm yết cổ phiếu Faros. Ông Lê Hải Trà bị cáo buộc biết rõ báo cáo kiểm toán của Faros có vi phạm, tuy nhiên là thành viên hội đồng niêm yết, ông Trà ký phiếu đồng ý niêm yết cổ phiếu Faros. Với vai trò là phó tổng giám đốc sàn HOSE, ông Trà đã đồng ý niêm yết cổ phiếu trái pháp luật. Kiểm sát cáo buộc sai phạm của ông Sinh và ông Trà dẫn tới hậu quả ông Trịnh Văn Quyết được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống trên sàn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của nhà đầu tư. Ngày 10 tháng 4, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân hai vụ xe máy va chạm vào đuôi xe tải, làm hai người chết. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, nam thanh niên NTS, 20 tuổi, quê Đồng Tháp, điều khiển xe máy chạy trên đường DT743 hướng từ Bệnh viện Quân đoàn 4 lên ngã tư 550. Khi đến ngã tư dẫn vào khu công nghiệp Đồng An, khu công nghiệp Sóng Thần, thì tông vào đuôi một xe tải đầu kéo đang dừng giữa đường để chờ đèn đỏ. Hậu quả khiến anh S tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng. Tiếp đó khoảng gần 6 giờ sáng nay, chị VTT, 32 tuổi, quê Thanh Hóa, điều khiển xe máy trên đường DT743C hướng từ ngã tư 550 đi quốc lộ 1K. Khi tới trước chung cư thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thì leo lên vỉa hè va chạm vào đuôi xe tải đang đậu trên vỉa hè. Người phụ nữ bị thương nằm bất tỉnh, được xe cứu thương tới đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Nhận tin báo, Công an thành phố Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn. Ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận, 41 tuổi, ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 19 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, Thuận và Quy, sinh năm 1982, ngụ tỉnh Vĩnh Long, cùng một số người khác tổ chức uống rượu tại nhà một người bạn ở phường Dương Đông. Nhậu được một lúc, Thuận đi ngủ, Quy kêu người mang thùng loa đến hát gây ồn ào nên Thuận và Quy xảy ra mâu thuẫn. Đến chiều tối cùng ngày, Quy nói chuyện điện thoại với Thuận rồi hẹn đánh nhau. Đến điểm hẹn, Thuận nhìn thấy Quy liền cầm dao đi lại nói chuyện, Quy cũng cầm dao tiến tới. Do bị thách thức, Thuận đâm một nhát vào ngực Quy, khiến cây dao dính trên người Quy. Quy rút dao ra, sau đó té úp mặt xuống đường tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thuận rời khỏi hiện trường và đến công an đầu thú. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xuất hiện tình trạng thương lái thu mua sầu riêng non kém chất lượng, xử lý hóa chất độc hại kích thích trái chín, sau đó đem đi tiêu thụ. Điều này không chỉ làm phá vỡ các mối liên kết sản xuất kinh doanh, mà còn gây thiệt hại về kinh tế, làm đánh mất hình ảnh thương hiệu sầu riêng của địa phương. Nó nhiều cái chuyện rủi ro cho mình. Thí dụ bây giờ nó mua vậy, nó bỏ cọc ít xỉn nè, tôi nói nó giờ 5-10%, nếu tới cái mùa mà giá nó lên thì mình không có bán lên được. Còn như mà giá nó xuống thì nó đủ mọi cách. Thí dụ bây giờ mình 10 tấn sầu riêng, nó cắt mình là 7-8 tấn có lượng ngon ăn. Rồi nó bỏ mình, hay hoặc cùng là nó bỏ cọc, cách nào mình cũng chết hết. Hiện tượng mà thu cái trái non mà bán qua trên mạng thời gian qua thì nói chung là đặc biệt là ảnh hưởng đến cái thương hiệu của sầu riêng ở tại địa phương. Thứ nhất là khi cái trái mình thu nó chưa đến cái độ tuổi nó non thì cái sản phẩm khi ra cái muối sầu riêng ăn thì nó rất là nhạt, nó không có cái độ hương vị của sầu riêng. Thì nó làm ảnh hưởng tới cả cái những cái lô sầu riêng sau khi chúng ta xuất khẩu hoặc chúng ta bán ra thị trường thì người dân có hướng là sẽ tẩy chay những cái lô sau. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, số tiền bỏ cọc không thấm vào đâu so với thiệt hại mà nhà vườn phải gánh chịu. Đây là một hình thức làm nhũ thị trường mua bán sầu riêng, gây thiệt hại về kinh tế đối với nông dân. Có những thương lái là chưa rõ nguồn gốc, không biết ở đâu, đến mua sầu riêng rất là nhiều trên địa bàn của huyện. Và hiện nay là trên hệ thống các cái mạng xã hội cũng có nhiều cái trường hợp là mua sầu riêng là kém chất lượng, đặc biệt là sầu riêng non.
để bán xuất khẩu qua bên là Trung Quốc. Thì như vậy thì huyện Phong Điền đã có cái văn bản chỉ đạo cho người dân cũng như là doanh nghiệp trên địa bàn là khi thu mua phải đảm bảo là sầu riêng đạt chất lượng đủ ngày tháng. Huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nơi có diện tích trồng sầu riêng hơn 3.530 ha, gần như lớn nhất tại miền Tây. Hiện nay, huyện này đang bước vào giai đoạn thu hoạch sầu riêng chính vụ, diện tích sầu riêng đang cho trái hơn 2.000 ha. Những mùa tuyển sinh gần đây, ngành truyền thông đa phương tiện dần trở thành ngành hot và được nhiều thí sinh lựa chọn. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, điểm chuẩn ngành này tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần lượt là 27,18 điểm khối D01, 26,68 điểm khối A16 và 28,68 với khối C15. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở đào tạo phía Bắc có điểm trúng tuyển ngành truyền thông đa phương tiện năm 2023 với khối A00, A01 và D01 là 26,33 điểm. Trường Đại học Hà Nội có điểm chuẩn ngành truyền thông đa phương tiện là 25,94 điểm khối D01. Trong khi đó, Trường Đại học Thăng Long lấy điểm trúng tuyển ngành này với 4 khối A00, A01, C00 và D01 là 25,89 điểm. Ở khu vực phía Nam, ngành truyền thông đa phương tiện của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có điểm trúng tuyển là 27,2 điểm với khối D01 và 27,25 điểm với khối D14 và D15. Trong ngày 10 tháng 4, Công ty đấu giá danh Việt Nam VPR đã tổ chức đấu giá 8.050 biển số trong 7 khung giờ. Một khung giờ đấu giá kéo dài 25 phút, người trả giá cao nhất sẽ sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Phiên đấu giá lần này thu hút được lượng lớn người chơi biển số đẹp bởi xuất hiện hàng loạt biển số tam hoa từ quý ngũ quý siêu khủng. Trong đó biển số ngũ quý cực đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh 51K99999 được kỳ vọng sẽ mang về mức giá khủng khi nhận được sự quan tâm ngay khi vừa lên sàn đăng ký. Được biết, biển số 51K99999 đã từng được đưa ra đấu giá trong ngày 20 tháng 1 và có mức trúng đấu giá lên đến trên 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, do người tham gia đấu giá không hoàn thiện đủ số tiền trúng đấu giá, nên biển số này đã quay trở lại phiên đấu giá ngày 10 tháng 4. Kết thúc 10 vòng đấu gia hạn, biển số 51K99999 mới tìm được chủ nhân và có mức giá lên đến 21 tỷ 500 triệu đồng. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.